Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hàng ngày được phát sóng trên kênh cập nhật thời tiết. Bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay sang ngày mai 24 tháng 9 và cho 10 ngày sắp tới. Mở đầu của bản tin là tin áp thấp xuất hiện ngay trên Biển Đông. Cụ thể, trong đêm qua và dạng sáng hôm nay 23 tháng 9, ta có hai vùng áp thấp mới xuất hiện ngay tại Biển Đông, được ký hiệu là 92 v và 93 v Vào hồi 7 giờ sáng nay, áp thấp 92 v ở gần đảo Hải Nam Trung Quốc, sức gió mạnh nhất đã tăng lên thành 35 km h tối và đêm qua là 30 km h Áp thấp này đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía Nam của Trung Quốc. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp của Mỹ nhận định, khả năng 92W mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc là bão trong vòng 24 giờ tới là thấp, có thể một phần vì nó đã rất gần đất liền nên không có điều kiện để phát triển nhiều. Đáng chú ý hơn là áp thấp 93W xuất hiện ngay ở Vĩnh Bắc Bộ được Trung tâm Cảnh báo bão Liên Hợp của Mỹ xác nhận vị trí là ở gần nước ta, sức gió duy trì mạnh nhất của áp thấp 93W là 35 km h từ dạng sáng nay đến giờ thì đã đi theo hướng Nam và có khả năng tiến gần đến miền Trung của nước ta. Theo Trung tâm Cảnh báo bão Liên Hợp của Mỹ dự báo, khả năng áp thấp 93W phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc là bão trong vòng 24 giờ tới cũng là thấp. Tuy nhiên, một áp thấp cũng như là vùng thời tiết nhiễu động cũng có thể ảnh hưởng đến thời tiết trên biển và đất liền. Đồng thời, các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng trở nên khó lường nên áp thấp 93 kép đang được các cơ quan khí tượng theo dõi. Ngoài ra, theo cơ quan khí tượng dự báo trong tuần cuối tháng 9, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác đến nhiều nơi, khả năng có mưa vừa mưa to ở một vài nơi. Mưa rông có xuống gia tăng trong các ngày 27 cho đến 29 tháng 9 cụ thể theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ cho biết hiện nay giải hội tụ nhiệt đới có trục qua bắc trung bộ và bắc biển đông bị nén xuống phía nam suy yếu dần bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu từ phía bắc gió mùa tây nam trên khu vực nam bộ có cường độ trung bình trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam nâng trục lên phía bắc qua nam bộ và lấn tây. Từ 3 đến 10 ngày tới, dãy áp thấp có trục qua bắc trung bộ suy yếu và tan dần. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình trên khu vực nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam có trục qua nam bộ từ ngày 26 tháng 9 nâng trục lên phía bắc qua trung bộ, sau qua bắc trung bộ và lấn tây. Nhiễu động gió đông gây mưa hoạt động tốt và tác động đến thời tiết khu vực nam bộ từ ngày 27 cho đến ngày 29 tháng 9. Dựa vào những hình thế thời tiết chính kể trên, đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo thời tiết khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong những ngày cuối tháng 9 phổ biến có mưa rào và rông rải rác đến nhiều nơi, khả năng có mưa vừa mưa to, mưa rông có xuống gia tăng ở các ngày từ ngày 27 cho đến ngày 29 tháng 9. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổng lượng mưa tuần được dự báo sẽ cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phổ biến từ 70 đến 180 mm. Phần tiếp đến của bản tin là tin dự báo mưa lớn ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình trong vòng từ 24 đến 48 giờ tới. Trong ngày hôm nay ngày 23 tháng 9, ở khu vực Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ chiều nay ngày 23 tháng 9 có nơi trên 150 mm như thành phố Vinh Nghệ An 158 mm. Cương gián Hà Tĩnh 213,6 mm, dự báo diễn biến mưa lớn trong vòng 24 đến 48 giờ tới như sau. Chiều tối và đêm nay 23 tháng 9, ở khu vực từ Nam Nghệ An, Quảng Bình có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Ngoài ra, trong chiều tối và đêm nay 23 tháng 9, ở Thanh Hóa, Bắc Nghệ An và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Từ ngày mai 24 tháng 9, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có xuống giảm dần. Đề phòng mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Phần tiếp đến của bản tin là dự báo thời tiết đêm nay đêm 23 sang ngày mai 24 tháng 9 năm 2024 tại các vùng miền trên cả nước. Đối với khu vực Hà Nội và các vùng lân cận, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Đối với phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Đối với phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lui xuống các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và rông rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Đối với các khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, Trời có mây, Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Nam có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và rông vài nơi, Chiều tối và tối có mưa rào và sông rải rác, gió tây nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tiếp đến các bản tin là bản tin dự báo thời tiết trong vòng 10 ngày tới trên đất liền, từ đêm nay, đêm 23 tháng 9 đến ngày mùng 3 tháng 10. Giai đoạn 1 từ 24 đến 48 giờ tới, Bắc Bộ có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm 23 và ngày 24 tháng 9. Đêm có mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và rông rải rác. Sang đến đêm 24 và ngày 25 tháng 9, có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Đoạn 3 từ 3 cho đến 10 ngày tới, có nghĩa là từ đêm 25 tháng 9 cho đến ngày mùng 3 tháng 10. Đối với Bắc Bộ, đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng. Riêng ngày 29 đến ngày 30 tháng 9 có khả năng có mưa rào và rông rải rác. Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ khoảng đêm mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có khả năng xuất hiện mưa rào và rông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng. Riêng Nam Bộ chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin thời tiết nguy hiểm ở trên biển. Hiện nay ngày 23 tháng 9, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17 đến 20 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp lúc 13 giờ chiều nay có vị trí ở khoảng 19 cho đến 20,0 độ vĩ bắc, 109,5 đến 110,5 độ kinh đông. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông mạnh. Ở Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8. Ở Cô Tô có gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Dự báo trong đêm nay, đêm 23 tháng 9 và ngày mai 24 tháng 9, ở vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến thừa thiên huế khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh cấp 7 đến cấp 8. ngoài ra trong đêm 23 tháng 9 ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động sóng biển cao từ 2 đến 3 mét từ ngày 24 tháng 9 gió và sóng giảm dần lưu ý toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực này đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như nhấn luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.